Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão, sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Bế mạc Đại lễ Vê Sát Liên Hợp Quốc lần thứ 18 năm 2023. Phật giáo tại nhiều tỉnh thành, huyện thị, tự viện trang nghiêm long trọng kính mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567. Phật giáo tại nhiều tỉnh thành, huyện thị trang nghiêm tổ chức lễ khai khóa an cư ký hạ Phật lịch 2567. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Sau chuỗi sự kiện hoạt động trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 6 năm 2023 của Đại lễ Vê Sát Liên Hợp Quốc lần thứ 18 năm 2023, thảo luận cách tiếp cận của Phật giáo ứng phó với khủng hoảng toàn cầu được tổ chức tại Trường Đại học Phật giáo Mahachulalongkorn và Trung tâm Hội nghị Liên Hợp Quốc thủ đô Bangkok, Thái Lan đã chính thức bế mạc. Tại lễ bế mạc, vinh dự được sự quang lâm của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Surawut Chulanot cùng Chư Tôn giáo phẩm đại diện Phật giáo 53 quốc gia trên thế giới. Sau chuỗi sự kiện hoạt động trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 năm 2023 của Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc lần thứ 18 năm 2023, thảo luận cách tiếp cận của Phật giáo ứng phó với khủng hoảng toàn cầu được tổ chức tại Trường Đại học Phật giáo Mahachulalongkorn và Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc UNCC thủ đô Bangkok, Thái Lan đã chính thức bế mạc. Trước lễ bế mạc, tại Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc UNCC thủ đô Bangkok, Thái Lan, toàn thể đại biểu tham dự được nghe thông điệp chúc mừng của Ngài Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Ngài Amida Sancia Alisyavana, trợ lý Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan đã tuyên đọc. Tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến hàng triệu người trên khắp thế giới đang kỷ niệm Đại lễ Phật Đản Vê Sắc. Đây là sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, đản sinh, thành đạo và nhập diệt. Những lý tưởng được tôn vinh trong ngày thiêng liêng này có sự cộng hưởng sâu sắc với các mục tiêu của Liên Hiệp Quốc, sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các dân tộc, mong cầu sự hòa hợp, thúc đẩy hòa bình thế giới. Vào thời điểm xung đột này, những lời dạy của Đức Phật về lòng khoan dung, từ bi và phụng sự chúng sinh là nguồn an ủi và sức mạnh cho toàn thể nhân loại. Khi chúng ta định hướng con đường đến một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta hãy nắm bắt tinh thần của Đại lễ Phật Đản Vê Sắc. Chúng ta hãy vươn tới để thu hẹp sự khác biệt, vượt lên trên lợi ích cá nhân hẹp hòi và đoàn kết cùng nhau hợp tác vì một thế giới hòa bình cho tất cả mọi người. Phát biểu bế mạc, Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Pra Brahma Pundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc ICDV và Hiệp hội các trường đại học Phật giáo quốc tế IABU nhấn mạnh, với chủ đề cách tiếp cận của Phật giáo ứng phó với khủng hoảng toàn cầu đã nói lên tầm vóc, ý nghĩa lớn lao của Đại lễ Vê Sắc kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn, cùng với sự khẳng định giá trị cốt lõi về hòa bình và trí tuệ trong giáo lý của Đức Phật. Hơn bao giờ hết, càng cần thiết được phổ biến hơn trong xã hội ngày nay để xây dựng sự phát triển bền vững và hòa bình đích thực cho nhân loại. Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Pra Brahma Pundit khẳng định, Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc lần thứ 18 tổ chức tại Trường Đại học Phật giáo Mahachulalongkorn và Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc UNCC thủ đô Bangkok, Thái Lan đã thành công viên mãn. Hòa thượng cũng gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc ICDV và những người con Phật và cộng đồng Phật giáo thế giới. Trong 2 ngày qua, nhiều hội thảo khoa học với chủ đề cách tiếp cận của Phật giáo ứng phó với khủng hoảng toàn cầu đã được tổ chức. Đã có 3 phiên hội thảo do 11 diễn giả đến từ các quốc gia Mỹ, Anh, Thái Lan, Hàn Quốc, Sri Lanka và Trung Quốc được trình bày với chủ đề vấn đề trí tuệ Phật giáo đạt được hòa bình thế giới, lời khuyên Phật giáo ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp của Phật giáo phát triển xã hội và nhân đạo sau đại dịch COVID-19. Trước đó, mở đầu ngày làm việc thứ hai, Chư Tăng Ni quốc tế đã trì kinh cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Khép lại chương trình đại lễ là buổi thắp nến tụng kinh nhiễu Phật tại tượng đài Phật giáo Buddha Monthon, tỉnh Nakhon Pathom, trong niềm hân hoan của những người con Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị. Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc lần thứ 18 năm 2023 diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan
với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Và hai ngày qua, đại lễ đã diễn ra với rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Hiện tại thì chúng con đang có mặt tại chùa Buddha Mountain, chuẩn bị cho một chương trình thiểu Phật cầu nguyện cho thế giới an bình, chúng sinh an lạc. Đây cũng là một trong hoạt động cuối cùng của đại lễ năm nay. Thưa quý vị, hòa chung trong không khí cả nước đón mừng Phật Đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Sáng qua ngày 2 tháng 6, nhằm ngày rằm tháng 4 năm Quý Mão, tăng ni và đồng bào Phật tử trên toàn tỉnh An Giang vân tập về chùa Phúc Huệ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, tham dự đại lễ Phật Đản do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức. Toàn thể chư tôn đức tăng ni và Phật tử trang nghiêm lắng nghe Hòa thượng Châu Ti, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tuyên đọc thông điệp Đức Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang đọc diễn văn Phật Đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 của Đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh An Giang, thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo An Giang và chúc sức khỏe toàn thể chư tôn đức tăng ni an lạc, thành công mọi Phật sự. Ông ghi nhận những đóng góp của Phật giáo tỉnh từ khi thành lập đến nay, luôn tu học theo đường hướng đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, làm những việc lợi đạo ích đời, thực hiện độ tận chúng sinh, phương chính Bồ đề, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng quê hương An Giang giàu đẹp. Kính mừng Phật Đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo với số tiền 500 triệu đồng. Chùa Tây An ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học thành phố Châu Đốc và xây dựng 8 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo với số tiền 400 triệu đồng. Chùa Phước Thạnh thành phố Long Xuyên và tỉnh xã Bửu Viên thành phố Long Xuyên ủng hộ xây 2 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo ở phường Mỹ Hòa với số tiền 100 triệu đồng. Sau khi ba hồi chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng trang nghiêm hướng về lễ đài, đồng tụng bài sám khánh đản theo hai nghi thức Nam Tông Khmer và nghi thức Bắc Tông. Buổi lễ kết thúc sau lời cảm tạ của đại diện ban tổ chức và thả bông bóng nguyện cho quốc thế dân an, chúng sinh an lạc. Sau đó, ban trị sự huyện trong toàn tỉnh đã diễu hành xe hoa. Mỗi xe hoa là một bức thông điệp tâm thành của những người con Phật hướng về ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, ngày thị hiện của trí tuệ tuyệt vời, của lòng từ bi rộng lớn, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Cũng trong sáng qua ngày 2 tháng 6, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão, hòa cùng không khí trang nghiêm của Phật giáo thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng, hướng về đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, trụ sở chùa Thiên Châu, thành phố Tân An, đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật Đản, kính mừng Đức Phật Đản sanh. Thông điệp Đức Pháp chủ. Hòa thượng Thích Huệ Hồng, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, tuyên đọc thông điệp Phật Đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Minh Thiện, ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, tuyên đọc diễn văn Phật Đản Phật lịch 2567 của Đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại đức Thích Lệ Ngôn, ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, đã tuyên đọc ý nghĩa Phật Đản do Hòa thượng trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam biên soạn. Đại diện chính quyền tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, bà Phạm Thị Tiệp, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đã phát biểu chúc mừng. Trong lời phát biểu, bà đã thông qua lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tri ân tăng ni và đồng bào Phật tử cả nước. Hai miền Nam Bắc đã luôn thống nhất đoàn kết để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, ghi nhận và tri ân Phật giáo tỉnh nhà, nổi bật là sự chung tay cùng chính quyền các hoạt động an sinh xã hội, phát huy tính đại đoàn kết dân tộc, chia sẻ các mảnh đời khó khăn, xóa đói giảm nghèo. Sau lễ hành chính dưới sự chứng minh của chư tôn đức, toàn thể hội trường đồng âm phúng tụng kinh Chuyện Pháp Luân theo khóa tụng thống nhất của Ban Văn hóa Trung ương, sau đó là nghi thức tắm Phật, hoàn mãn hồi hướng kết thúc buổi lễ. Tối qua ngày 2 tháng 6, tức ngày rằm tháng 4 năm Quý Mão, tại chùa Nam Hải, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, số 197 đường Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng,
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã trang nghiêm thành kính tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản và diễu hành xe hoa Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Quang Lâm chứng minh và tham dự đại lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Trưởng ban tổ chức đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, chư tôn đức tăng ni trong toàn thành phố, đại diện lãnh đạo chính quyền và đông đảo bà con Phật tử trong và ngoài thành phố. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào quốc kỳ, đạo kỳ, một phút nhập từ bi quán tưởng nhớ đến chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ, các vị anh hùng dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do của đất nước. Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã lên cung tuyên thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Chí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng đã lên tuyên đọc diễn văn kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Đức Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử trong và ngoài nước nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Trên tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui của nhà Phật, với phương châm xuyên suốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Nhân sự kiện Phật sự trọng đại này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng đã trao 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để trao tặng cho các gia đình thuộc diện chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ của đại lễ, chư tôn đức chứng minh đã cùng các cấp chính quyền thành phố, quận Lê Chân và toàn thể đại chúng dâng kệ tắm Phật và cử hành nghi lễ mộc dục tắm Phật theo nghi thức truyền thống của Phật giáo. Trong tiếng niệm danh hiệu Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trầm hùng, ra diết, đồng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp mãi mãi trường tồn cùng với thời gian. Ngay sau khi tổ chức buổi lễ hành chính tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự thành phố, chư tôn đức tăng ni trong thành phố đã tổ chức lễ diễu hành xe hoa, rước Phật, rước hoa đăng tại một số tuyến phố chính của thành phố và nhiễu Phật, rước Phật quanh Hồ Tam Bạc với chiều dài khoảng 5 km tính từ trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố với sự tham dự của đông đảo chư tôn đức tăng ni, Phật tử và nhân dân thành phố. Buổi lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức đã được diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang nghiêm, thành kính, hoan hỷ đón mừng sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện tại cõi Sa Bà. Hòa vào không khí chào mừng Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sanh trên khắp thế giới vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão nhằm ngày 2 tháng 6 năm 2023. Tại dòng sông Đắk Pla, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Sở Văn hóa tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức buổi văn nghệ và thả hoa đăng trên sông cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sĩ, nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, người người no ấm. Tham dự và chứng minh đại lễ có Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban tăng sự Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, cùng chư tôn đức tăng ni thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, các cấp chính quyền sở tại và đông đảo bà con Phật tử nhân dân địa phương đã về tham dự chung. Từ lâu, lễ hội thả đèn hoa đăng trên cả nước dâng lên Đức Phật đã là nghi thức truyền thống không thể thiếu trong các ngày lễ mừng Phật đản tại khắp nơi trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo như tinh thần của Phật giáo, những chiếc đèn hoa được thắp sáng là biểu tượng của trí tuệ sáng suốt, là tượng trưng cho sự thanh cao thoát tục. Hàng nghìn ánh đèn hoa đăng trôi trên sông hòa quyện vào bảy đại đóa sen trên dòng sông lịch sử Đắk Pla của tỉnh Kon Tum, mang theo ước nguyện của mọi người sáng rực lên tạo thành không gian ấm cúng, thẩm mỹ và giàu truyền thống. Mỗi ngọn đèn hoa đăng tựa như ánh sáng xóa hết mọi khổ đau, một lời cầu nguyện cho cuộc sống an lành, thế giới hòa bình và nhân loại được ấm no, mở ra một tương lai tốt đẹp. Đây được coi là lễ hội thả hoa đăng lớn nhất tại tỉnh Kon Tum từ trước đến nay. Trải qua 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đa số lời ước nguyện mà người dân và Phật tử gửi kèm trong những chiếc hoa đăng là cầu mong sức khỏe, bình an cho bản thân và gia đình. Hôm nay ngày 3 tháng 6 nhằm ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão, tại chùa Non Đức, Sóc Thiên Vương Thiền Tự, thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, trường hạ cơ sở của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, chư tôn đức hội đồng điều hành văn phòng và trên 500
tăng ni sinh các hệ của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp tiền an cư kiết hạ Phật lịch 2567 dương lịch 2023 theo tinh thần giới luật Đức Phật chế định và truyền thống an cư của chư vị tổ sư. Thể theo truyền thống an cư của người tu sĩ Phật giáo trong 3 tháng mùa hạ nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi dưới đức, hướng tới thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ni từ khắp mọi miền đã vân tập về một chú xứ để tu học sau quãng thời gian 9 tháng đi hoằng hóa độ sinh. Tại trường Hạ Sóc Thiên Vương có 545 hành giả an cư, trong đó có 218 tỳ kheo, 257 tỳ kheo ni, 20 thức xoa mana, 33 sa di, 13 sa di ni và 4 hình đồng của học viện về tác pháp an cư. Đại chúng đã nhất tâm cùng thỉnh Hòa Thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện, đương vị ngôi đường chủ kiêm giám luật, nương công đức của Ngài để tu học trong 3 tháng an cư. Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện, Thượng tọa Thích Thanh Hùng tham gia ban giảng huấn, Đại đức Thích Đạo Mẫn, Chánh văn phòng Học viện làm Chánh Duy Na. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức Hội đồng điều hành, quý thầy cô văn phòng và đại diện tăng ni sinh các khối lớp đã vân tập về chính điện lễ Phật cầu gia bị. Hòa Thượng Thích Thanh Đạt sách tấn các hành giả, nỗ lực tinh cần trong mỗi thời khóa lễ niệm, giữ gìn uy nghi trong quá trình tu học tại học viện, trau dồi giới định tuệ, trưởng dưỡng đạo tâm, xứng đáng là hàng sứ giả của Như Lai. Kế đến, Thượng tọa Thích Thanh Hùng đã đại lao cho quý hòa thượng, nói về duyên khởi và ý nghĩa của 3 tháng an cư. Quý thầy cô văn phòng và đại diện tăng ni sinh lần lượt đối trước chư hòa thượng, thượng tọa thực hiện nghi thức đối thú an cư, phát nguyện tu học trong 3 tháng. Sau khi làm lễ tác pháp tại chùa Non Nước, tăng ni sinh học viện đã vân tập về 2 thiền đường của tòa Viên Quang làm lễ tác pháp của đại chúng. Lễ khai pháp an cư của trường Hạ Học viện dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 6, tức ngày 24 tháng 4 năm Quý Mão sắp tới. Kính thưa quý vị, an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với tăng đoàn. Đó là thời điểm chư tăng ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ. Trong hai ngày 15-16 âm lịch, Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành đã tổ chức lễ khai khóa an cư, ghi nhận của bản tin 20 giờ. Thể theo truyền thống Phật giáo, từ khi Phật còn tại thế, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni lại dân tập về các chú xứ trong 3 tháng mùa mưa để tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2023, nhằm 15 tháng 4 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm cử hành lễ khai khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567 dương lịch 2023 cho gần 800 hành giả an cư trong toàn tỉnh tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Nhập Niết Bàn, tổ đình chùa Hội Khánh, đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Huệ Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban tổ chức, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Thường trực Ban chứng minh, Ban trị sự tỉnh và gần 800 hành giả an cư đồng trở về tham dự. Về phía chính quyền có ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Huệ Thông đã ôn lại truyền thống an cư kiết hạ. Hòa Thượng cho rằng an cư kiết hạ là nhiệm vụ quan trọng của người xuất gia, cơ hội để sống chung, trao đổi kinh nghiệm trong đời sống tu học và hành đạo cùng nhau. Thượng tọa Thích Huệ Tín báo cáo số chúng của 4 điểm an cư: chùa Hội Khánh, Chư Tăng, chùa Thiên Chơn, An Sinh Trường Trung cấp Phật học, chùa Tây Thiên, Chư Ni và chùa Bồ Đề Đạo Tràng, Ni Sinh Trường Trung cấp Phật học, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong toàn tỉnh với gần 800 hành giả. Đại Đức Thích Đức Dũng thông qua nội quy trường hạ đến toàn thể đại chúng và Đại Đức Thích Hiện Hưng thông qua danh sách ban tổ chức hạ trường. Đại diện chư hành giả an cư đối trước chư tôn giáo phẩm nhất tâm phát nguyện tinh tấn tu học trong 3 tháng để mùa an cư được thành tựu viên mãn. Hòa Thượng Thích Huệ Thông dặn dò khuyến tấn dành nhấn mạnh tầm quan trọng của 3 tháng an cư đối với người đệ tử Phật, tạo nên sức mạnh nội lực của tăng đoàn Phật giáo. Qua đó Ngài mong rằng chư hành giả phải nỗ lực thúc liễn thân tâm, trao dồi giới định tuệ, giữ gìn quy củ tùng lâm, thanh quy trường hạ, luật pháp nhà nước nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội và sống tốt đời đẹp đạo. Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Thiện Duyên tuyên đọc thanh quy của hạ trường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương và các hành giả an cư. Được biết, vào mỗi nửa tháng, các hành giả sẽ dân tập về đạo tràng an cư kiết hạ Phật giáo tỉnh Bình Dương để cùng nhau Bố Tát trì tụng giới luật
nhằm giúp chư tỳ kheo luôn sống trong tinh thần của giới luật, thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức, dưỡng dưỡng dung bồi đào tâm và trí lực, ngõ hầu đem lại sự an lạc thanh tịnh giải thoát trong hiện tại và tương lai. Chiều nay ngày 3 tháng 6, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão, chư tôn đức tăng ni trụ trì trong toàn tỉnh đã dân tập về hai trường hạ để làm lễ tác pháp, bắt đầu cho khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Tại trường Hà Tăng, chùa Tam Bảo, trước khi làm lễ đối thú, chư tôn đức lễ bái chư vị tổ sư và dân tập về chánh điện làm lễ niệm hương tụng kinh. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng chứng minh ban trị sự cho Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Tại đây, chư tôn đức lần lượt tác pháp đối thú an cư, cùng an chức sự cung thỉnh chư tôn đức ban chứng minh bằng chức sự hạ trường. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, phó trưởng ban thường trực ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, phát biểu về công tác tổ chức trường hạ, các hoạt động tu học của tăng chúng trong 3 tháng nhập hạ phải đúng theo luật Phật. Thượng tọa mong rằng tất cả nghiêm túc thực hiện tốt nội quy các thời khóa tu học. Cùng thời gian này, tại trường hạ chùa Bửu Sơn, dưới sự chứng minh của ni trưởng Thích Nữ Như Minh, chứng minh phân ban ni giới tỉnh, ni trưởng Thích Nữ Như Thiện, phó ban trị sự kiêm trưởng phân ban ni giới tỉnh, chư tôn đức ni cũng tiến hành nghi thức đối thú an cư cùng an chức sự. Mùa an cư năm nay, Phật giáo Kiên Giang có 3 trường hạ tập trung là chùa Tam Bảo, thành phố Rạch Giá dành cho chư tăng với 31 hành giả an cư, chùa Bửu Sơn, huyện Tân Hiệp dành cho chư ni với 77 vị hành giả và chùa Phật Quang Chánh Giác, huyện Hòn Đất dành cho tăng ni sinh trường trung cấp Phật học tỉnh. An cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của chư tăng ni trong 3 tháng mùa mưa, nhằm thúc liễm thân tâm trao dồi giới định tuệ, tăng nghiêm giáo hội lợi lạc tự thân, góp phần quan trọng trong việc duy trì mạng mạch Phật pháp và lợi lạc chúng sinh. Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2023, tại chùa Tỉnh Hội, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm cung thỉnh chư tôn hòa thượng, thượng tọa chứng minh quang lâm về hạ trường Tỉnh Hội, tác pháp khai khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Đạo, thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Hòa thượng Thích Phước Tú, Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giáo, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự, trưởng Ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Về chư tôn đức ni có ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Ủy viên Hội đồng trị sự, chứng minh phân ban ni giới Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 9 huyện và 2 thành phố, cùng đại diện các cấp lãnh đạo đã đến tham dự và chúc mừng. Năm nay, tại tỉnh Đồng Nai có 6 điểm an cư kiết hạ gồm trường hạ chùa Tỉnh Hội, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, trường hạ chùa Long Vân, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, trường hạ chùa Phật Hiện, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, trường hạ chùa Huệ Giác, xã Long Phước, huyện Long Thành, trường hạ Tịnh Xá Ngọc Uyển, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, trường hạ Phật giáo Nam Tông tại Thiền viện Phước Sơn, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Ngoài ra, đơn vị ban trị sự các huyện đều tổ chức trường hạ tập trung cho hành giả an cư gồm một điểm tăng và một điểm ni. Buổi lễ đã trang nghiêm đón nhận những lời tác bạch của hành giả an cư và tác pháp hộ trì Tam Bảo của đại diện Phật tử phát tâm hộ trì Tam Bảo, đồng thời đón nhận một số lãng hoa chúc mừng của các ban ngành lãnh đạo, các cấp tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai và các cấp lãnh đạo thành phố Biên Hòa. Trước khi chính thức bước vào một mùa an cư kiết hạ mới, chư hành giả an cư đã được lắng nghe những lời huấn thị của Hòa thượng chứng minh. Ngài dạy, tại tịnh nghiệp đạo trang trong 3 tháng an cư, chư tăng ni hãy cố gắng giúp tâm thanh tịnh, hòa hợp để cùng nhau sách tấn tu tập. Đây là thời điểm quan trọng của hàng ngũ xuất gia trong mỗi quá trình tu học. Sáng ngày 3 tháng 6, 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã trang nghiêm khai giảng khóa an cư kiết hạ tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, hàng xuất gia đệ tử Phật luôn tôn kính, vâng giữ lời huấn thị của Đức Phật, xem an cư là một điều tối ưu cần thiết, là một phương tiện làm lợi ích cho mình và người, cũng chính là nguồn động lực giúp cho tăng đoàn ngày càng lớn mạnh trong nếp sống thiền môn và sinh hoạt theo tinh thần lục hòa cộng trụ. Tiếp đến, Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, báo cáo công tác tổ chức an cư kiết hạ Phật lịch 2567. Ban trị sự thống nhất chọn 3 điểm. 1. Trường Hà Tăng Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, dành cho tăng sinh lớp trung cấp và chư tăng toàn thành phố, 74 vị. 2. Trường Hạ Ni, chùa Phước Long, khu vực thị trấn Phường Lê Bình, quận Cái Răng, dành cho ni sinh lớp trung cấp và chư ni dưới 40 tuổi, 50 vị. 3. Trường Hạ Ni, chùa Liễu Thành, xã Thành Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, dành cho chư ni từ 40 tuổi trở lên, 55 vị. Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, sẽ tấn đến tăng ni hành giả an cư, phải luôn nghiêm túc thực hiện theo những lời đã phát nguyện, làm tròn trách nhiệm của một người xuất gia học Phật và luôn tinh tấn chấp hành nghiêm theo thời khóa của quy luật thiền môn. Nhân lễ khai giảng, Hòa thượng kêu gọi ban chức sự các điểm trường hạ quan tâm hướng dẫn cho tăng ni hành giả an cư tu học trong xuyên suốt 3 tháng và đề nghị chư tôn đức trụ trì các tự viện và Phật tử ngoại hộ cho các điểm trường hạ và tăng ni hành giả an tâm tu học. Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão, tại chùa Quan Âm, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ khai khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Dầu, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Hóa, Hòa thượng Thích Thiện Huệ, đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức trong ban trị sự Phật giáo tỉnh và chư tôn đức trụ trì các tự viện trở về tham dự. Đại diện chính quyền có ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, ông Trần Đoan Hùng, Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh, cùng lãnh đạo đại diện cho các cơ quan ban ngành tỉnh và thị xã Long Mỹ đồng tham dự. Phật giáo tỉnh Hậu Giang tổ chức 2 điểm trường hạ tăng tại chùa Quan Âm với 30 hành giả an cư và trường hạ ni tại chùa Di Đà với 35 vị. Cả 2 điểm hạ thuộc phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang vào các ngày 14 và 29 âm lịch hàng tháng, chư tôn đức tăng tại các trú xứ an cư tập trung về chùa Quan Âm, chư tôn đức ni về chùa Di Đà để làm lễ Bồ Tát tụng giới trong 3 tháng an cư kiết hạ. Tiếp đó, Đại đức Thích Bổn Tính đã đại diện chư hành giả an cư dâng lời phát nguyện. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao quyết định chuyển đổi danh xưng niệm Phật đường Phước Ân, tỉnh thất Thiền Lâm qua chùa Phước Ân và chùa Thiền Lâm. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Thành dặn dò sách tấn các hành giả cần nghiêm túc thực hiện theo những lời đã phát nguyện, làm tròn trách nhiệm của một người xuất gia học Phật, cùng nhau học hỏi, trao dồi, giới, định, tuệ, góp phần cho việc duy trì mạng mạch Phật Pháp, tích lũy được nội lực vững vàng trên bước đường hoằng pháp lợi sanh. Sau buổi lễ, đại diện ni giới tỉnh đã thỉnh giáo giới từ Đại Tăng về trường Hạ Ni chùa Di Đà để lấy đó làm kim chỉ nam cho 3 tháng an cư, tấn tu đạo nghiệp. Tiếp đó, chư tôn đức tăng vân tập về chánh điện chùa Quan Âm, chư tôn đức ni vân tập về chánh điện chùa Di Đà cử hành lễ tác pháp an cư. Bản tin xin chuyển đến không khí trang nghiêm thành kính tổ chức đại lễ Phật đản và lễ khai khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567 diễn ra tại các thành phố, huyện, thị, tự viện. Tối ngày 2 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Đức long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023 tại chùa Thiên Minh. Sau nghi thức chào quốc kỳ và đạo kỳ, toàn thể tăng ni, quý quan khách và Phật tử trang nghiêm lắng nghe Hòa thượng Thích Minh Thông cùng tuyên bức thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi đến chư tôn đức tăng ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. Tiếp đến, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Thủ Đức tuyên đọc diễn văn Phật đản của Đức Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhân.
Dịp này, Ban trị sự Phật giáo thành phố Thủ Đức cũng trao tặng quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc với số tiền 100 triệu đồng và quỹ vì người nghèo 30 triệu đồng. Trước khi kết thúc chương trình đại lễ, ban tổ chức phát biểu cảm tạ đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và đại biểu cùng quý nam nữ Phật tử gần xa đã về tham dự đại lễ hôm nay. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni, lãnh đạo chính quyền các cấp cùng thiện nam tín nữ Phật tử đã cử hành nghi thức dâng hương tụng kinh khánh đản, đồng thời thả bong bóng mang thông điệp hòa bình, nguyện cầu quốc thái dân an, nhân loại được bình an, hạnh phúc trong tinh thần nhân ái, từ bi của Đạo Phật. Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày rằm tháng 4 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Toàn thể hội trường cùng lắng nghe tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ, Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn đại lễ Phật đản của Đức Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Buổi lễ cũng hân hoan đón nhận những phần quà chúc mừng từ lãnh đạo thành ủy, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền, quận Bình Thủy chúc mừng đến đại lễ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đại lễ Phật đản tiếp tục diễn ra với nghi lễ truyền thống niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, sau cùng là nghi thức thả bông bóng cầu nguyện quốc thái dân an, nhân loại được bình an hạnh phúc trong tinh thần nhân ái từ bi của Đạo Phật và cắt băng khai mạc lễ hội ẩm thực. Chiều ngày 2 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi đã long trọng tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 tại chùa Thiên Phước, xã Trung Lộc Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức dị pháp chiêu thân năm 1963 năm 2023, Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Củ Chi gửi lời kính chúc đến toàn thể Chư Tôn Đức giáo phẩm, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản 2023 sức khỏe, an vui, hạnh phúc. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Đức, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cung tuyên bức thông điệp đại lễ Phật đản của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp đó, Thượng tọa Thích An Thường, ủy viên Ban trị sự Phật giáo thành phố, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Củ Chi đã lên tuyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 của Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2567, Ban trị sự huyện trao tặng 50 triệu đồng quỹ vì biển đảo quê hương, 50 triệu đồng quỹ học bổng vì người nghèo. Sau đó, Chư Tôn Đức Tăng Ni đại diện chính quyền các cấp và quý Phật tử đã trang nghiêm thành kính cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, đại chúng đồng thanh tụng kinh khánh đản kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ xuất trần, cầu nguyện cho quốc thái dân an, để giới hòa bình chúng sinh an lạc và dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Được biết trước đó, Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo huyện cùng Tăng Ni trao tặng 300 phần quà cho bà con khó khăn tại địa phương, tổng kinh phí 90 triệu đồng. Hòa trong không khí đầy trang nghiêm của tuần lễ Phật đản của cả nước vào ngày 1 tháng 6, 2023, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam đã trang nghiêm tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản. Đại chúng cùng trang nghiêm lắng nghe bức thông điệp mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Diễn văn đại lễ Phật đản của Đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dịp này, Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam cũng đã thực hiện cho phóng sanh chim bồ câu, tượng trưng sự hòa bình cùng những quả bóng bay đầy màu sắc đại diện cho sự tự do. Lòng từ bi và trí tuệ của Đạo Phật đã được lan tỏa khắp bầu trời, đó chính là sự tiếp nối kế thừa mang một sức sống vô cùng mạnh mẽ. Vào chiều cùng ngày, Ban trị sự huyện Hàm Thuận Nam cũng đã tổ chức lễ diễu hành xe hoa. Đây là nghi lễ vô cùng quan trọng nhằm thể hiện sự đại hân hoan ngày Đức Thế Tôn ra đời. Đồng thời chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Hàm Thuận Nam. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi nhưng Ban trị sự cũng như Phật tử tại đây vẫn tổ chức thành công buổi lễ, thể hiện sự tôn kính vô biên của mình dành cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Những đoàn xe hoa rực rỡ thắp sáng cả con đường như lan tỏa ánh hào quang của Đức Phật khắp muôn nơi.
Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão, Chư Tăng Phật giáo quận 3 đã vân tập về chùa Minh Đạo làm lễ tác pháp đối thú. Chính thức bước vào mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2567, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thỉnh làm thiền chủ và tuyên luật sư hạ trường. Tại chánh điện, chư vị Hòa Thượng niệm hương đảnh lễ tam bảo, đại chúng tụng kinh sám hối, thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Nhân và Hòa Thượng Thích Thiện Ý đại diện đối thú tác pháp an cư hàng thượng tọa. Sau đó Chư Tăng lần lượt tác pháp thọ an cư. Hòa Thượng Thiền Chủ hạ trường chùa Minh Đạo chứng minh khóa an cư kiết hạ Phật giáo quận 3 cử hành nghi thức khai chuông bảng, một nghi thức thiền môn cổ truyền của Phật giáo Đại Thừa trước khi Chư Tăng bước vào an cư. Theo đó, Đại Đức Thích Thiện Châu thay mặt ban chức sự xướng lễ khai chuông bảng. Chuông và bảng, pháp khí dùng để thông báo hành giả đến giờ hành trì tu tập, một ý nghĩa quan trọng hơn là thức tỉnh người mê lạc trở về phòng hộ thân tâm. An cư kiết hạ là thời gian để tăng ni ở yên một nơi thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, tiến tu tam vô lậu hậu. Đó là cơ duyên đưa đến thánh quả, trở thành một vị sa môn chân chính, bậc mô phạm của chúng Phật tử tại gia tìm hết quy ngưỡng cầu giác ngộ, để theo đó mà mạng mạch Phật Pháp được duy trì. Vì chánh Pháp được nuôi dưỡng và phát triển vững mạnh, bắt nguồn từ đời sống thanh tịnh, hòa hợp của tăng đoàn. Phật lịch 2567, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 tổ chức 8 điểm an cư tập trung bao gồm Chùa Minh Đạo, Chùa Hưng Phước, Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Quảng Đức, Chùa Phật Đà, Chùa Phước Hòa, Chư Ni, Chùa Kandaranshi, Nam Tông và các trường hạ an cư tại chỗ. Số lượng hành giả đăng ký tại các trường hạ trên 400 vị. Theo ban tổ chức, trong 3 tháng an cư, Chư Tăng sẽ tập trung làm lễ Bố Tát, thính giới mỗi tháng 2 lần tại chùa Minh Đạo và sau đó cùng sinh hoạt tăng sự. Trong thời gian này, ban trị sự cũng thỉnh Chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh đến thuyết giảng Tỳ Ni Luật Tạng, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy ban tăng sự Trung ương. Sáng nay ngày 3 tháng 6 năm 2023, ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão, An Ni quận 4 dân tập về chùa Long Bửu, thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ khai giảng khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567 dương lịch 2023 do Ban trị sự Phật giáo quận tổ chức. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Bảo, trưởng ban trị sự Phật giáo quận 4, thay mặt ban trị sự phát biểu khai giảng khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567 dương lịch 2023 do Ban trị sự Phật giáo quận 4 tổ chức. Được biết trên toàn quận có 4 điểm an cư, gồm 2 điểm an cư tập trung là chùa Long Bửu, chùa Bồ Đề và 2 điểm an cư tại chỗ là chùa Giác Nguyên và chùa Kim Liên. Số lượng hành giả 400 hành giả. Tại buổi lễ, ban tổ chức cung tuyên danh sách ban chức sự, ban giảng huấn sẽ điều hành và quản lý các trường hạ trong suốt 3 tháng an cư. Sau đó đại diện các hành giả an cư phát nguyện tu tập nghiêm mật, trao dồi giới thân huệ mạng của mình để tiếp tục duy trì các truyền thống quý báu mà chư Phật đã trao truyền. Để sách tấn tinh thần tu học của các hành giả, Hòa Thượng Thích Thiện Đức, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố nhắc nhở hành giả phải luôn tâm niệm con đường xuất gia mà mình đang đi, cố gắng dành nhiều thời gian tu học để hoàn thiện thân tâm thì mới phụng sự tốt cho Phật pháp xã hội. Hòa Thượng cũng gửi lời chúc mừng đến ban trị sự quận 4 cũng như chính quyền quận nhà đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ tăng ni an tâm tu học trong 3 tháng an cư sắp tới. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão, tại văn phòng Ban trị sự huyện Xuyên Mộc, tọa lạc tại nơi chùa Phước Duyên, thị trấn Phước Bửu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuyên Mộc đã long trọng tổ chức lễ khai khóa an cư kiết hạ năm 2023, Phật lịch 2567. Quang Lâm chứng minh có Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Huệ, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Nguyên Thọ, Ủy viên Thường trực Ban trị sự tỉnh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện. Thượng tọa Thích Bửu Minh, Phó trưởng Ban trị sự huyện. Đại đức Thích Minh Thuận, Phó trưởng Ban Chánh thư ký Ban trị sự huyện. Thượng tọa Thích Từ Chánh, Trưởng Ban nghi lễ Ban trị sự huyện cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và chúng Bồ Tát giới trong huyện. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Thượng tọa Trưởng Ban, Thượng tọa Thích Nguyên Thọ phát biểu khai mạc. Thượng tọa đã nhắc nhở tăng chúng và cư sĩ Phật tử trong huyện tuân thủ thời khóa mà ban chức sự trường hạ đã triển khai theo đúng luật Phật chế về việc an cư kiết hạ.
Khóa an cư kiết hạ của huyện Xuyên Mộc sẽ được tổ chức tại hai địa điểm: chùa Phước Duyên, thị trấn Phước Bửu dành cho tăng với 46 vị tỳ kheo tăng, 60 vị hành giả chúng Bồ Tát giới tại gia và 50 chúng ngũ giới. Tại chùa Pháp An, xã Phước Tân là địa điểm an cư dành cho chư ni với tỳ kheo ni 46 vị, thức xoa 2 vị, sa di ni 4 vị, Phật tử 10 vị. Trong dịp này, thay mặt chúng Bồ Tát giới và phân ban gia đình Phật tử huyện Xuyên Mộc, cư sĩ Tâm Minh Ngô Ngọc Đính đã dâng lời tác bạch xin hộ trì cho hai hạ trường. Trước đó, vào lúc 7 giờ tại chánh điện chùa Phước Duyên, tăng chúng hành giả an cư đã tác pháp và thực hiện yết ma nhập hạ. Dịp này, đại diện ni chúng huyện đã tác pháp đại tăng xin thọ nhận giới pháp để thực hiện an cư. Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão, chùa Phước Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đại lễ Phật đản trong không khí vô cùng trang nghiêm và ấm cúng. Sau khi cùng tuyên bức thông điệp của Đức Pháp Chủ cho Hội Phật giáo Việt Nam cùng diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những đóa hoa tươi thắm đã được Phật tử tại đây dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn cao quý. Sư cô Thích Nữ Nguyên Minh, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam, kiêm trưởng ban tổ chức đại lễ cho biết, ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thì hiện đản sinh chính là ngày vô cùng trọng đại của những người con mang dòng dõi Thích Ca, cùng hàng chúng Phật tử bày tỏ sự tôn kính vô biên và đại hoan hỷ đoán mừng để lan tỏa hạt giống Bồ Đề Tâm, mong cầu chúng sanh thoát khổ. Cũng trong thời điểm này, chùa Phước Minh đã cùng với sự đồng hành của các mạnh thường quân, các ban ngành đoàn thể trao tặng một căn nhà tình thương trị giá 160 triệu đồng cùng 130 phần quà trị giá 40 triệu đồng cho các bà con có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, sở tại, đúng theo phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Sáng ngày 2 tháng 6 2023 tại đại từ liên xã bệnh viện Nguyễn Tri Phương quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, tăng đoàn chùa Giáp Ngộ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng ban giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức đại lễ Phật đản lần thứ 2647, chân viên duyên hảo hồi hướng phước lành đến đồng bào Phật tử, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhật Từ, ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Giác Ngộ đã ôn lại sự kiện đản sinh của Đức Phật. Sự kiện đản sinh của Đức Phật được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận là sự kiện văn hóa vào ngày 15 tháng 12, 1999, giải thích ý nghĩa nghi thức tắm Phật. Bác sĩ Võ Đức Chiến, giám đốc bệnh viện, đại diện tập thể y bác sĩ nhân viên người lao động bệnh viện gửi lời cảm ơn đến Thượng tọa trụ trì và tăng đoàn. Thông qua buổi lễ này, một nguồn năng lượng sẽ được tạo ra, trợ lực thêm cho công việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân mà Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đang thực hiện. Tăng đoàn cùng tập thể ban giám đốc y bác sĩ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cùng trì tụng thời kinh tưởng nhớ Đức Phật và hồi hướng công đức cúng dường lên Tam Bảo. Toàn thể tăng đoàn cùng tập thể ban giám đốc y bác sĩ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện mộc dục. Những dòng nước mát lành đã được tưới tẩm lên kim thân sơ sinh của Đức Thế Tôn, gọi sạch các ý niệm bất hảo, mở ra các nguồn năng lượng vô úy thiện lành. Nhân dịp đại lễ Phật đản trở về trên khắp miền đất nước, chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh Phật lịch 2567, tối ngày 15 tháng 5, rằm tháng 4 năm Quý Mão. Chùa Minh Đạo đã tổ chức đêm nhạc kính mừng Đức Phật đản sanh, cùng đó là lễ trao giải cuộc thi thiết chí không gian Phật đản sanh tại gia và cuộc thi trình diễn các tiết mục văn nghệ do chùa tổ chức. Phát biểu khai mạc đêm nhạc, Đại Đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo cho biết, đêm nhạc được tổ chức không ngoài mục đích kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, từ đó chúng ta được thừa hưởng để hành trì nhằm mang lại hạnh phúc và an lạc cho tự thân. Đồng thời, qua đêm nhạc, ban tổ chức cũng muốn truyền tải nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, giá trị văn hóa dân tộc đến thế hệ hôm nay biết tôn vinh và bảo tồn cho thế hệ sau. Nhân đây, Đại Đức trụ trì cũng tán thán tinh thần của các Phật tử đạo tràng bổn tự đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc cho chương trình, cùng đó là nhiều không gian thiết chí mừng ngày Đức Phật đản sanh tại gia, rực rỡ và trang nghiêm dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân ngày đản sanh của Ngài. Đêm nhạc diễn ra với sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng và đặc biệt là các tiết mục trình diễn cuộc thi văn nghệ của các Phật tử đạo tràng chùa Minh Đạo. Bằng tấm lòng của mình, các văn nghệ sĩ đã đóng góp những lời ca tiếng hát để ca ngợi Đức Phật, Bồ Tát, tình yêu quê hương đất nước và tình cảm gia đình.
Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao các hạng mục giải thưởng hai cuộc thi Thiết chí không gian Phật đản sanh tại gia và trình diễn các tiết mục văn nghệ do chùa phát động tổ chức trong tuần lễ Phật đản vừa qua. Gác lại những bận rộn hối hả của thị thành, những lo toan công việc, tối qua ngày rằm tháng 4 năm Quý Mão nhằm ngày 2 tháng 6 năm 2023, tại chùa Phật Quang, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Chư Tôn Đức Tăng cùng Tăng Ni Sinh, trường trung cấp Phật học Kiên Giang và các Phật tử đã có buổi thiền trà để những người con Phật tưởng nhớ kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Tại đêm thiền trà, sau những giây phút tĩnh tâm tọa thiền, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Phật Quang, đã có những chia sẻ về ý nghĩa sự kiện Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh thị hiện, người đã mang ánh sáng chân lý soi rọi vào cuộc sống, xóa tan những nỗi khổ niềm đau. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm đối với tăng ni Phật tử. Thượng tọa nhắn nhủ các Phật tử hãy nêu cao tinh thần, thực hiện các thông điệp và lời dạy của Đức Phật với triết lý từ bi, hỷ xả, hòa bình và hướng thiện, hoàn thiện nhân cách đạo đức, hướng đến lối sống vị tha bình đẳng. Đêm thiền trà cũng giúp chúng ta tự chiêm nghiệm về hành động của bản thân để làm cho tâm hồn được thanh tịnh. Trong khung cảnh lung linh ấm áp, Chư Tôn Đức và Phật tử cùng tụng bài sám khánh đản để mỗi người lại càng cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa những lời dạy của Đức Phật, đồng thời lại có thể nhìn lại quãng đường tu tập của chính bản thân mình. Nguyện cố gắng sống và tu theo lời Phật dạy để ngày càng hoàn thiện bản thân, hướng đến đời sống chân thiện mỹ, tâm được thanh thản, cuộc sống an lạc. Đêm thiền trà khép lại trong niềm hân hoan, động lại nhiều cảm xúc của tất cả những người tham dự. Được biết, vào ngày rằm mỗi tháng âm lịch, chùa Phật Quang sẽ tiếp tục tổ chức các buổi thiền trà để các Phật tử có những giây phút thiền trà lắng động tâm hồn, tìm lại bản ngã của chính mình. Hòa chung trong bầu không khí hân hoan của người con Phật đón mừng ngày Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão, tăng thân Phật tử tu viện Khánh An đã thực hành hạnh bố thí chia sẻ yêu thương đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa. Tại tu viện Khánh An, quận 12, Thượng tọa Viện Chủ Chùa cùng tăng ni Phật tử đã trao tặng đến bà con 200 phần quà. Tại Ủy ban Nhân dân xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, đại diện Đại Đức Thích Trung Giác, Đại Đức Thích Trung Đạt đã đến thăm chúc sức khỏe và trao tặng 200 phần quà. Chiều cùng ngày, tại Chùa Thiên Vương, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đại diện Đại Đức Thích Trung Bằng đã trao tặng 100 phần quà đến bà con khó khăn sở tại. Mỗi phần quà gồm gạo, mì, nước tương, dầu ăn, hạt nêm, bột dinh dưỡng, trị giá 300.000 đồng. Vậy, tổng 500 phần quà tặng trị giá 150 triệu đồng. Cuối chương trình, mời quý vị đến với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thời sự hôm nay của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online đến đây xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, xin quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thoisubso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị tịnh tâm, tràn đầy hỷ lạc, thành tựu mọi sở nguyện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.